Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Chế độ ăn low carb khá phổ biến, được nhiều người áp dụng, đã được nghiên cứu có thể mang lại những lợi ích giảm cân và cải thiện sức khỏe chuyển hóa thiết thực đối với một số người. Tuy nhiên, cuộc sống không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Chế độ ăn uống low carb cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ cho chị em phụ nữ. Hãy cùng chuyên mục Tri Thức Gamer tìm hiểu những ảnh hưởng của chế độ ăn low carb đối với sức khỏe của phụ nữ nhé. 1. Chế độ ăn uống low carb và low calorie có thể ảnh hưởng đến tuyến thượng thận của phụ nữ. Hormone của bạn được kiểm soát bởi 3 tuyến chính: vùng dưới đồi nằm trong não, tuyến yên nằm trong não, tuyến thượng thận nằm ở phía trên của thận. Tất cả 3 tuyến tương tác theo các cách phức tạp để giữ cho hormone được cân bằng. Việc này được gọi là trục dưới đồi tuyến yên thượng thận, HPA. Các trục HPA chịu trách nhiệm việc kiểm soát mức độ căng thẳng, tâm trạng, cảm xúc, hệ tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, ham muốn tình dục, sự trao đổi chất, mức năng lượng của bạn và còn nhiều hơn thế nữa. Các tuyến trên rất dễ nhạy cảm với những thứ như mức calorie nạp vào, sự căng thẳng và mức độ tập thể dục. Nhiều nguồn tin cho rằng một chế độ ăn quá ít calo hoặc quá ít carb cũng có thể đóng vai trò như một tác nhân gây stress, gây rối loạn các chức năng của HPA. Ngoài ra, một số minh chứng cho rằng chế độ ăn low carb có thể làm tăng sản xuất cortisol, hormone căng thẳng, làm cho quá trình này trở nên tồi tệ hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn kiêng low carb mang lại lợi ích giảm cân hiệu quả nhưng làm tăng nồng độ cortisol so với chế độ ăn chất béo vừa phải, carb vừa phải. Bạn ăn quá ít carb hoặc calo và đang trong trạng thái căng thẳng mãn tính có thể làm rối loạn các trục HPA, gây ra các vấn đề về nội tiết tố. 1. Chế độ ăn uống low carb có thể gây ra chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc bị mất kinh ở một số phụ nữ. Nếu bạn ăn không đủ carb, có thể sẽ trải qua các chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc bị mất kinh. Chu kỳ kinh nguyệt bị mất từ 3 tháng trở lên được gọi là mất kinh. Nguyên nhân phổ biến nhất mất kinh là do vùng dưới đồi nạp quá ít calo, quá ít carb, giảm cân, căng thẳng hoặc tập thể dục quá nhiều. Mất kinh xảy ra do sự sụt giảm nồng độ của nhiều hormone khác nhau, chẳng hạn như hormone gonadotropin relaxin là cái mà bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt. Điều này dẫn đến một hiệu ứng domino, gây giảm các nồng độ hormone khác nhau như luteinizin, hormone kích thích nang trứng, estrogen, progesterone và testosterone. Những thay đổi này có thể làm chậm một số chức năng ở vùng dưới đồi, là vùng chịu trách nhiệm tiết ra hormone. Các mức độ leptin thấp, một hormone được sản xuất bởi các tế bào chất béo, là một nguyên nhân tiềm tàng của sự mất kinh và kinh nguyệt không đều. Bằng chứng cho thấy rằng, phụ nữ cần có một chế độ leptin nhất định để duy trì chức năng bình thường của kinh nguyệt. Nếu bạn tiêu thụ carb hoặc calo quá thấp, thì nó có thể làm giảm nồng độ leptin của bạn và cản trở khả năng leptin điều tiết ra hormone sinh sản. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ thiếu cân, thiếu cơ hoặc đang trong một chế độ ăn uống low carb. Tuy nhiên, bằng chứng về sự mất kinh do chế độ ăn uống low carb vẫn còn khá khan hiếm. Các nghiên cứu đã báo cáo rằng mất kinh là một tác dụng phụ thường chỉ xảy ra ở những phụ nữ áp dụng chế độ ăn uống low carb trong một thời gian dài. Một nghiên cứu trên 45 cô gái tuổi teen theo chế độ ăn ketogenic, chế độ ăn rất thấp calo, trong 6 tháng. Kết quả, 45% trong số đó đã có vấn đề về kinh nguyệt và 6 tháng mất kinh. 2. Sụt giảm chức năng tuyến giáp. Tuyến giáp của bạn sản xuất ra hai hormone, tyrosine và triiodothyronine. Hai hormone này rất cần thiết cho một loạt các hoạt động của cơ thể, bao gồm thở, nhịp tim, hệ thần kinh, trọng lượng cơ thể, kiểm soát nhịp độ, nồng độ cholesterol và chu kỳ kinh nguyệt. T3, hormone tuyến giáp năng động, rất nhạy cảm với lượng calorie và carb. Nếu calorie hoặc carb quá thấp, thì nồng độ T3 thả và T3 ngược sẽ tăng. T3 ngược là một loại hormone ngăn chặn hoạt động của T3. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn ketogenic làm giảm nồng độ T3. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ T3 giảm khoảng 47% trong 2 tuần ở những người theo chế độ ăn uống không có carb. Ngược lại,
Ở những người tiêu thụ lượng calorie tương tự nhưng ít nhất 50g cáp hàng ngày đã không có sự thay đổi nào trong nồng độ T3. T3 thấp và mức T3 ngược cao có thể làm chậm sự trao đổi chất của bạn, dẫn đến các triệu chứng như tăng cân, mệt mỏi, thiếu tập trung, tâm trạng không tốt và nhiều hơn thế nữa. Chế độ ăn uống low carb rất có thể gây ra sụt giảm chức năng của tuyến giáp ở một số người. Điều này có thể dẫn đến sự mệt mỏi, tăng cân và tâm trạng không được tốt. Chế độ ăn low carb có thể ảnh hưởng đến việc sinh sản. Số lượng và loại carb tiêu thụ có liên quan đến mức độ sinh sản của phụ nữ. Ví dụ, tiêu thụ quá nhiều hoặc quá ít carb đều gắn liền với việc giảm khả năng sinh sản. Theo một số chế độ ăn uống rất thấp carb, trong một khoảng thời gian dài có thể gây rối loạn nội tiết tố, gây mất kinh hoặc chu kỳ kinh nguyệt không đều. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh sản và làm cho một số người phụ nữ khó có thai hơn. Bạn nên ăn bao nhiêu carb? Từng cá nhân khác nhau sẽ cho nhu cầu carb tối ưu khác nhau. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này khuyên bạn nên tiêu thụ 15-30% tổng số calorie mỗi ngày của bạn đến từ carb. Đối với hầu hết phụ nữ, con số này thường tương đương khoảng 75-150g carb mỗi ngày. Một số phụ nữ nên tiêu thụ lượng carb vừa phải, trong khoảng 100-150g mỗi ngày, bao gồm những người phụ nữ rất năng động và cố gắng để phục hồi sau tập luyện. Trường hợp tuyến giáp hoặc hiệu suất hoạt động kém mặc dù đã dùng thuốc, những người đang nỗ lực để giảm cân hoặc bắt đầu tăng cân, kể cả trên một chế độ ăn uống carb thấp, đã từng bị ngừng kinh nguyệt hoặc đang có dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đang theo một chế độ ăn uống rất thấp carb trong một khoảng thời gian dài, có thai hoặc cho con bú. Ở những người phụ nữ khác, chẳng hạn như vận động viên hoặc người đang cố gắng để tăng cân, có thể phải nạp một lượng carb hàng ngày lớn hơn 150g mới thích hợp. Một lượng carb vừa phải có lợi cho một số phụ nữ, kể cả những người rất năng động hoặc có vấn đề về kinh nguyệt. Những trường hợp nên nạp ít carb. Một số phụ nữ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu áp dụng chế độ low carb, tức là dưới 100g carb mỗi ngày, bao gồm người bị thừa cân hoặc béo phì, rất ít vận động, có chứng động kinh, có hội chứng buồng trứng đa nang, u xơ hay nội lạc tử cung, đang bị nấm men phát triển quá mức, bị kháng insulin, bị chuẩn đoán mắc các bệnh tiểu đường loại 1 hay loại 2, mắc một số căn bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hoặc Parkinson, một số hình thức ung thư nhất định. Kết luận, một số người hoạt động tốt nhất với chế độ ăn uống rất thấp carb, trong khi lại có những người hoạt động tốt hơn trong một chế độ ăn carb vừa phải. Để tìm ra chế độ ăn uống phù hợp, bạn nên thử nghiệm nhiều chế độ và điều chỉnh lượng carb sao cho phù hợp với bản thân và hoạt động của chính mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình Tri Thức Gamer sau.